Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền trên ứng dụng GP. Đầu tiên mình sẽ tải ứng dụng GP về nhé. Rồi, xong mình vào. Đây. Cách kiếm tiền trên ứng dụng GP này có 3 cách các bạn ạ. Thứ nhất là mình sẽ làm đại lý. Đại lý thì mình sẽ được hưởng CP. Nhưng mà cái đó mình phải đóng tiền vào cơ. Còn mình thì mình sẽ không làm đại lý rồi các bạn nhé. Để kiếm tiền trên ứng dụng này ấy, thì đó là một cách nha. Cách tiếp theo là mình sẽ làm theo này. Đầu tiên mình sẽ có tầm 3.000 lượt theo dõi nhé. Những ai mà đã đủ 3.000 lượt theo dõi thì cứ cố theo dõi cho nên đủ 10.000 đi. Đủ 3.000 lượt theo dõi và có 4 cái ảnh trên 100 like. Cuối tháng công ty nó sẽ duyệt và ai đủ điều kiện thì nó sẽ chuyển tiền luôn cho mình, thì mình có mấy cái rồi. Đấy. Để đi theo dõi mọi người nhá, thì mình dạy các bạn là sẽ vào những người mà có màu V tím này thì lượt theo dõi nó sẽ cao. Đấy, bạn này có 96,5k theo dõi này. Đấy, bạn này đi theo dõi rất nhiều, 315. Đây, mình nhấn vào cái theo dõi nhá. Đây, có rất nhiều màu xanh này, có rất nhiều luôn. Mình sẽ ấn theo dõi nhá. Cái này mình chỉ làm tầm 1-2 tiếng là đủ điều kiện luôn. Đấy. Ok. Mình chỉ cần làm 1-2 tiếng là sẽ đủ điều kiện lên 3.000 là theo dõi ngay. Rồi, cách tiếp theo nhá. Cách tiếp theo là mình sẽ chơi game các bạn ạ. Cái mà mình muốn nói ở đây có nghĩa là chơi game các bạn ạ. Đây, chơi game nó sẽ ở phần này các bạn ạ. Chơi game mình sẽ nhận GP về đây. Nhận GP về đây nhá. Đây, mình có 27 GP này. Và ai may mắn hơn thì sẽ được tặng 10 đô hoặc là 1.000 đô. Đó, có rất nhiều bạn may mắn là được 10 đô nhá. Thì mình sẽ vào phần chơi game cho các bạn xem nhé. Nên nhớ là chỉ cái game Duck Winter này được tiền thôi nhé các bạn nhé. Còn tất cả game khác là các bạn chơi cho vui thôi. Chứ thực ra là không được tiền đâu. Nên là chỉ chơi game Duck Winter này, game số 1 này này. Đó, mình sẽ vào phần game số 1 này nhé. Để hướng dẫn cho các bạn cách chơi. Đây, game số 1 đây, Duck Winter đây. Giải thưởng lớn nhất là 1.000 đô nhé. Ở cái game này ấy, thì đây mình chơi điểm cao thì nó sẽ đứng top, vào cái phần cúp này nó sẽ đứng top này, ai chơi giỏi đứng top. Đây đã có một bạn đứng top này, 18.200 này, thi 01 đó, toàn 18.000 thôi, chơi rất chi. Mình chơi cả ngày mới được có 8.001, bạn ấy chơi 18.000, kinh khủng quá. Đây vài câu hỏi này nhá, đây là luật lệ chơi đó. Mình chọn những cái cặp vịt màu trùng nhau thì nó sẽ ăn sao, còn màu khác nhau thì nó sẽ không được điểm. Thôi không nói nhiều nữa, mình sẽ vào chơi game cho các bạn xem. Đây, mình sẽ sạc tụp vào đây nhá. Nên nhớ là chỉ chọn những cặp vịt trùng màu với nhau thì nó sẽ lỗ nha các bạn nhá. Đây, hộp quà, ấn hộp quà nó sẽ tăng lên. Đấy. Vịt vàng là nó sẽ tăng cái số lượng vịt ra nhanh nhá, còn vịt đỏ là nó sẽ điểm cao hơn, còn vịt xanh là thời gian nó sẽ chậm lại các bạn nhá. Các bạn nên nhớ điều đó và làm thế nào để gì thật nhanh và cho nó được điểm cao. Mình thì mình khả năng của mình chỉ chơi được như này thôi. Đó, con gấu này là quả bom nha các bạn nhé, dí vào nó sẽ lỗ hết, đúng rồi. Đó, dí vào phát đã lên 2.000 điểm rồi, chả mấy mà giàu không. Đấy, cứ dí như này cho đến khi hết thời gian mình sẽ ra đập trứng. May mắn đập phát trúng 10 đô, tiền bắn về tài khoản luôn, bữa sáng mai có bún chả ăn. Đây mình cứ chọn vịt như này nhé. Mình thì mình chỉ khả năng của mình chơi chỉ được như này thôi. Kém lắm. Có người chơi 18, 19.000. Đây, ui quả này nhiều quả bom lắm, các bạn đừng có dí lỗ nhé. Bom phát nó trừ, mỗi quả bom này nó trừ gần 100 vàng luôn. Tiếc lắm. Mình đã thử chơi rất nhiều lần rồi. Cứ tham tham gì bom rồi hết thời gian các bạn nha, đã được 5.600 rồi đấy, mình rất chơi rất chi là chậm luôn. Ấy mày quá, đúng lúc này được quả này là chắc là sẽ được GP đây. Mày phải xem hết cái video này nhá, nó sẽ trao ra luôn. Không biết mấy pi đây, mong được tầm 5 pi, ước mơ lớn nhất 5 pi. Đó. Ui, đèn quá, không phải một bi. Thôi không sao, mình tích tiểu thành đại các bạn ạ.
Đấy, đây là mình hướng dẫn các bạn chơi game đập vịt trong GP nhá, sau đó kia kiếm được tiền. Bạn nào may mắn hơn thì kia kiếm được 10 đô nhá. Chúc các bạn thành công nhá. Đó, chỉ nhớ nhớ là chỉ game đúc quen tờ này kiếm được tiền thôi nhá. Còn game khác chơi cho vui thôi, đừng có chơi làm gì. Nói chung là chơi cũng được. Ok. Chúc các bạn kiếm được tiền nhá. Ok, thank you các bạn.